Rồi các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời cuối tuần, nắng quá đẹp luôn, còn trời nắng chói chang, nhiệt độ là 25 độ C. Thì hôm nay là mình đi biển chuyến đầu tiên, mọi thứ đã sẵn sàng xong xuôi, lương thực bia bọng đầy đủ, giờ mình xuất phát phải các bạn. Rồi, từ nhà mình chạy ra biển cũng khoảng 45 phút. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ngoài biển nha. Dưới để nhấn sao? Ở dưới này oyster nhiều lắm nè, con hào á em, ốc với lại cua rồi cá rồi oyster. Đi qua bên kia nhìn thấy con mấy oyster nhiều lắm. Đâu vô đâu được bắt, đâu được bắt mà ăn cũng đâu được đâu, tại vì nó bị nhiều dầu nhớt. Bà làm gì đâu rồi ta? Rớt áo, rớt áo. Đổ bình trà của tôi chồng á anh. Đi mang mền một chiếu gối. Mùi quá. Hôm qua nhắn tin gì làm về rồi nhớ là hai cái bên, hai cái bên. Hai cái bên. Hai cái bên. Hai cái bên. Mà không biết muối ớt hay chơi hay là có hay là chơi hay sẻ không? Muối ớt không mà. Rồi xong nhảy xuống nước luôn. Lâu quá à. Bắt đầu hành trình. Con đi lên, con đi lên. Yeah. Rồi kêu lên. Tính ẩm lên luôn hả? Chưa nha, chưa nha. Em lên đi, chị lên sao? Trời ơi. Chặt nha. Rồi chặt giò. Bởi vậy, tầm biến không có muốn Khoan, chạy qua đây cho chú Nguyên nhảy xuống nè. Hộp đó hồi mình đựng cua con. Có không mới nói, cái chân rớt áo, chân rớt áo.
rồi em tí hồi em cứ nhảy đại lên trên ghế đi, không sao đâu. Nhảy đại lên cái ghế đi. Nóng băng. Trời nó lỡ ra gió nó lạnh đỡ đen nữa. Rồi, ngồi đỡ đi. Sao vậy? Còn cái đó đỡ đi rồi dạ, tới khi thấy vui lên. Rồi ngồi xuống. Nè nè mặc vô. Lấy áo mặc vô. Sao anh chưa lên nữa hả? Làm như thiệt luôn. Con ngồi xuống coi con làm gì vậy? Mẹ ngồi đâu? Mẹ thấy ngồi trên mẹ hả? Lên mua ngồi. Mẹ đứng cái này. Mẹ nó xong hả? Nó hết rồi. Đẹp á. Hello. Chân nó mới hiện lên. Rồi chuẩn bị chú Yên nhảy vô nha. Chưa anh? Anh chuẩn bị bẻ tay lái ra đi. Ừ, quay phim rồi đó. Rồi, rồi nhảy lên. Yeah. Không sao đâu. Chân cái ly nó giật lên nó bay rồi. Bé ngồi hả? Trời xíu ba mở. Ủa nó kêu rột gì đó ba? Ba sẽ chạy. Ờ, cạn quá hả? Sao mà lái mà bê qua tới đây luôn vậy? Mày ngồi con không? Xíu nữa. Con vô chốc ạ. Ngồi con không? Ẩm này ạ. Đây là có hết. Đợi giúp mình mở, đợi giúp mình mở cái mui lên. Toàn dân xây sống không mà phải đi. Phải đi chơi. Cởi áo ngoài ra. Cởi áo lạnh ra tí hồi mình lạnh mặt vô sao? 5 giờ mặc cái đó đâu. Cái này đi, cái này dễ mặc hơn.
You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Finally found.
Vừa vừa đó ba. Hồi hết luôn vậy. Rồi hết luôn rồi. Chỗ này cho nó no phải không? Ủa con cái lồng thôi hả ba? Cầm thêm lồng luôn. Hay quá. Thôi tí hồi được qua bên kia có tụi nó có lồng thả không? Đầy nhóc hết rồi. Mình lấy ra bớt cục. Nhiều quá. Giờ mình nên nó có cái sợi dây giờ mình không có cái sợi dây zip lock màu trắng. Nãy xem bao lấy luôn rồi. Không á, không có. Chị này con coi bên nó có cái sợi dây lock rồi không? Zip sợi dây. Đó. Đi lại, mẹ coi giùm mẹ coi. Cái sợi dây thay không ơi, ai bên hông tạo có đó. Có không? Bên con có không? Có, cũng như trắng trắng không chị? Ừ, cái sợi dây cái cộng này không? Không, không, không. Thay là cái dây ni lông. Ủa, cái dây nhựa cái chai này. Cái nhựa bằng nhựa. Bịch đó ừ. Để mình giờ mình cầm máy mà mình chỉa các bạn. Trả anh. Uống cà phê thử cà phê ly sandwich đó. Đồ xong luôn. Trời ơi, tàn hôm nay tàn là đồ cục cổ không à. Đưa giúp nữa. Giúp cái tuần này đi. Giúp thằng nó khỏi tóc luôn. Mấy cộng anh? Trả được rồi. Rồi tí nữa hồi mình gỡ cắt luôn. Kéo là về luôn. Kéo được chục con này về thẳng luôn, không phải cắt thôi. Nhiều cái cổ. Nhiều cái cổ đây. Trời ơi, nó trôi đi á ba. Ai nói? Mày. Trắng mình đỏ xanh lục chuối à. Giờ còn thấy chưa qua tháng nữa không biết nào của ai nữa. Tháng nữa gì bắt trò ở đây thôi nó tay dài. Ủa vậy rồi mình cứ người mình chừng rớt cái phone đó con. Không vậy ba. Ui là trời ơi. Nãy mình không cầm thấy cái bình sữa mình móc vô rồi là màu mè tán lạng. Bye bye. Tí hồi lại nha. Bạn ở đây, bạn đừng có trôi đâu nha bạn. Mấy cỡ nhiêu con ta? 4, 8. Cứ mười mấy con là được rồi. Hả? Máy mới mà không êm sao được. Máy nó máy mạnh nó chạy nó gieo á không.
trường cạn đó nha anh. Ô ô mày gọi kìa quá. Ba ơi cẩn thận ba. Rêu không ở dưới kìa. Bơi vô hay gì rồi? Chú bơi vô. Xa vậy quá. Wow. Sóng. Wow, hai cái chiếc tàu này quậy thiệt. Coi nè. Quậy sóng nè. Kẹt luôn ở dưới luôn á cưng. Kìa đá không kìa ba ơi, trong này đá với lại rêu không à. Chèo vô thiệt luôn hả? Đá ở dưới không kìa, my god. Đá không à anh ơi. Wow. Dỡ chân dịch lên. Có cái chân dịch tới đâu rồi? Dỡ chân dịch lên. Trong vắt luôn. Ôi rêu kìa, rong kìa. Rong biển kìa. Đẹp chưa? Hai cái này. Khung cảnh quá đẹp, những bãi biển hoang sơ. Giờ mình sẽ đổ quân lên đây làm cá làm lẩu rồi ăn. Ở trên kia là mấy con còn hào các bạn đang nằm trên bãi biển. Lên YouTube chưa? Đây là chiến sĩ mới mua tàu, đi thử tàu ha. Alo. Tàu của anh đâu rồi? Ở nhà. Ở nhà hả? Còn chạy ok mà phải không? Ừ, thì cái đó y chang chiếc này mà. Ừ. Cái chiếc em là bữa hổm rồi, năm ngoái là nó bị bể cái phiêu xăng. Bể phiêu xăng cái nó block cái ống xăng lại, nó không bơm lên. Về mở ra mới biết. Mở ra giờ chạy ngon cơm rồi. Ừ. Trời ơi, hào bự quá vậy. Bự không? Wow, con này bán mấy đồng con á. Đó, nằm trên bờ đó, mấy con hào á. Đi dọc dọc đây là đầy luôn kìa, lụm đó. Kìa trời, nó đậu ở trên bờ kìa. Wow, cái bãi quá trời đúng không ạ? Hồi nữa mình lè gần mình quay. Có nồi luộc hào chứ? Có. Có không? Đây con đúng có rồi. Ở chỉnh con cái nồi. Nồi bự không? Cũng bự lắm. Thôi đủ rồi. Ủa nồi đang đủ không? À thì thôi cầm lên luôn đi, lỡ có gì luộc hai nồi. Rồi giờ
đem cá lên nha. Đây mà làm cái bãi biển, cái khu mà nghỉ dưỡng là hết sảy luôn rồi. Nào con nào con đấy to đùng luôn. À, cái này gớm quá. Cái gì đâu gớm, gớm. Trời ơi. Ủa, nó có wow, nó đất không nè. Con này đất không mà con này chết rồi bà ơi. Dục nó đi. Quá bự luôn á. Nụ nụ và dương ngọc vỏ thôi. Đây nữa nè. Ờ, nó nữa kìa, đó kìa. Cái này là thiên nhiên các bạn, chứ không phải là người ta nuôi. Wow, nữa nè. U bự quá. Trời ơi, đầy luôn, con la liệt luôn. Hả? Ôi ôi nè, vải thiên nhiên đó. Cái kéo hồi nãy trong có mấy cái đó, trên này thì mình phải thì mình phải đục nó ra các bạn. Bịch nước nó rút xuống rồi, phải đục nó ra. Dĩa muỗng rồi đó. Trời ơi. Ham quá rồi. À, giữa khoảng giữa tháng cuối tháng 4 mình mới đi câu tôm nha các bạn. Đầu tiên mình đi thử tàu thôi nè. Phải đục nó ra. Cầm cục đá đục nha. Nè bao tay nè, có ai cần bao tay không? Nè mấy con nè. Còn không thì lụm mấy cái con ở ngoài nước này nó sạch. Nước nó sạch. Ngon mấy ngoài nước nè. Ồ quá trời luôn, trời ơi nó mập quá. Ừ, mấy con mập quá này. Ở đây là thuộc khu vực hòn đảo của thành phố Vancouver các bạn. Gần đảo này Nam Hồ. Em đụng mấy con mà nó ở dưới nước đó, nó sạch sạch bự bự bên kia không kìa. Ôi nó bự quá trời luôn á. Con này hả? Con phí thời gian con đi lụm mấy con đó làm chi vậy Lê? Thằng mẹ hỏi con nó chết. Kìa, ngay chỗ kia coi. Chiến sĩ đang làm cá. Rớt rớt cót hả? Rớt cót hay linh cót? Có linh cót không? Linh cót nè. Ồ linh cót nhỏ quá à. Hả? Nè. Ồ ra linh cót không có. Vừa đủ size, vừa đủ tuổi. U, ra. Vừa đủ tuổi. Wow. Đã các bạn. Được, nồi lẩu ngon lành rồi. Trời ơi. Trời ơi. Mà có lẩu chua, có bún lên Tú ơi. Ờ, con bự nó không ai bắt luôn. Quá bự các bạn. Nước mới rút thì mình có thể bắt được mấy con sò dương này nữa. Trời đi rồi dép nó hính, nó dính dính vô cát. Đó đó nó mới phun lên nè. Đó nè, đó nè. À, nghiêu, nghiêu.
Ồ, nghêu thôi. Ngon quá. Nghêu đó, bây giờ mình đi mà bắt nghêu nhiều lắm. Rồi nó có một cái bãi chuyên môn chỗ đó là có nghêu, không có hào mà có nghêu mấy con này không nè. Không phải chỗ này. Đi thấy con nào sạch nước là mình bắt nó này. Ồ, nghêu đã vô nồi luôn. Nó khi mà thủy triều lên là nó nước nó ngập lên tới đây rồi, cái rồng biển này. Quá wow, con kia bự quá kìa. Nó ăn một con là no luôn á. No ứ hự luôn á. Mấy chỗ này có. Đừng vô lùm. Ồ còn rắn, rắn cái gì ta? Rắn lục. Đó. Dạ, không có đâu, em có đâu. À, đi sức nữa. Câu liên khốt cũng mười mấy phải. À, dột hả? Vô đó đâu, bắt lên đừng con chiếu nãy chạy vô đó đang câu con bự mới ăn đủ chứ. Ờ đó nó ăn là. Cái nước đó là câu giờ không có hiếm. Mới giờ câu nó xảy ra. Hả? Rồi hả? Với hai con bắt nhỏ có sò được không? Cái này giao này đâu vậy? Ồ, cái đầu con cá. Cái này nãy nó sò được không? Ờ sò rồi. Trong đây hết vô. À. Không mình luộc cái này trụng cái này dưới đây rồi hả bỏ vô. Gì anh này sò nhắc đi trụng cái này. Đầy đủ hải sản. Cây gỗ nó trôi lên giờ đẹp không? Còn đây là mình. Hello. Mấy người kia leo đầu túi của bên kia. Chụp hình, chụp hình. Cái gì vậy? Luộc cái này trước nè, giờ cái này nước sôi, luộc cái này cho nó sôi trước. Rồi mình vớt cái này ra. Ồ, cái kia thì chiên. Cái con có cây đẹp quá. Cây này thiên nhiên luôn làm. Cái tàu á là để nước biển nó làm mòn cái này đem về chưng là quá đẹp. Sao anh Út? Sao? Khỏi trộn. Cái coi trộn đi, chơi khỏi trộn đâu nó sôi xả. Tên luôn mà tên. Anh đâu? Có. Gì? Mà trong cái miếng mang địch thôi nha, không có mang theo nè. Thiệt là đau lòng. Canh chua nè, đó, vô vô. Canh chua và cá mú. Quý mặt ơi. Cái này nấu kiểu Thái Lan rồi, tôm dùm. Quá ngon, bên kia nó không ồn. Đâu bên kia không ồn. Không đi làm sao nó giờ ít, tại vì nó nậu bên đó không sao. Phải không? Hai chiếc không sao, nhiều quá là mình đi chỗ khác nó nậu. Đây quạt quên lên đó. Cái bữa có cua nhiều còn làm cua răng muối nữa. Chắc tuần sau đủ chú Minh đi là có cua răng muối à. Cá nó đi đâu, nó phải giờ nó pho nó kêu đi. Cá chiên, cá chiên, cá chín. Ủa cái này chắc chín rồi quá. Chín rồi. Đây, đây, gọi thịt chín rồi. Mà để nó dặn luôn đúng không? Nó tinh này. Để cho nó dặn luôn luôn. Rồi. Giờ hết rồi. Cho cá hết rồi. Mình ăn luôn. Đúng không? Cá màu chín nước. Đồ, có anh Dũng rồi. Yên tâm quá. Còn thích rồi. Dũng làm đóng khẩu rồi, yên quá. Búng luôn nè đó. Đi ra tàu.
Tại này cố tình luộc cho nó thiệt là chín luôn. Ừ, cho nó chín cho nó teo lại. Ừ, cho nó thật sự luộc vừa tối cũng bự cỡ nào. Ừ, cái này nó bự lắm. Đó, đó nước không phải không? Ồ, ồ. Chảy nước rồi, cố tình luộc cho nó thiệt là chín luôn. Trời ơi, thấy không? Ủ ố và cút mà nó còn mà gì đó. Ố và đu luôn rồi. Ố và cút. Nó dần khè luôn. Cá trời, cá nổi nổi được rồi Dũng ơi. Cá trời được rồi. Chở cá, chở cá. Ủa nó vàng quá rồi bà con. Cá trời được rồi. Cá chở được chưa? Chở, 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 chở đũa rồi. Đẩy rồi. Còn chua quá. Nó vàng, nó vàng ở dưới luôn rồi kìa. Lật đi. Cái miếng ở bên kia rồi nhé. Chưa đâu anh ơi. Đúng rồi, cái đó mới được, mới vàng đó. Đây đây, này vàng. Cái đó chưa đó. Chóp ở trong này nè. Rồi, thôi giờ mình ăn các bạn ơi. Cái nào vàng là dễ. Tình thủ mình ăn thôi hết. Rồi chút mình phải tiếp. Có chiên mới ra lò. Ăn nữa có chiên thêm. Cá mũ chiên khép vậy. Phải không có muối không? Mày đừng có hối tao quá nha. Vậy tao hơi nghi ngờ lắm. Nhớ nha. Bà xã. Hôm nay bà xã là ngủ với con nha. Anh đi ăn cơm với thằng bạn. Kiếm vài con cá ngon ngon về cho hai mẹ con em ăn. Ủa sao cái này nó bị ngược hả ba? Em thấy nó upside down vậy? Thì đi ăn câu chứ đi đâu mà em ai đấy? Thôi mượn con đi, cá còn dư thế này đó. Số nó bị ngược nè, máy nó ngược. À đó, con cái người vẫn đứng mà, đợi nó. Lại hỏi nữa. Thấy chưa? Phải ăn câu không? Đó, câu hả? Con đó đó. Nè dĩa nè, con nào cũng mập hết trơn. Nó vừa chín. Muốn ăn con nào? Nè dĩa không? Có ai cần dĩa không? Miếng chanh này, cho miếng chanh này ta. Cái đó là cái đực như nhau. Trời ơi. Trời ơi. Lấy bia đổ luôn. Con này vừa chín đó. Hả? Lấy miếng chanh qua luôn. Vô một cái nữa. Trời ơi, bỏ anh đây đi ba. Đó, cẩn thận. À, chờ quá đó. Đúng rồi, vô mặn xuống là anh về liền. Ý con này cái xù xù ghê hả? Con này, con này nó thần xùi hay ghê vậy nè. Tin chưa? Thấy đũa muỗng gì không Nguyên? Nè con này nè. Kìa con tủ máy bỏ ra. Tối nay giờ chị Phương sao đây? Ghé đây là mình mang cái đồ khui oyster hay gì. Nào từng. Yeah.
ăn mà chép cái miệng người hơn là cái gì đó, cái gì mà chịu cho nổi ăn ngầu quá nhấp quá nhấp. Ở bên đây cắm chạy được. Anh ấy con dao vô anh đọc đọc cái chỗ mà cái dọc cắt nó vô anh cắt nó ra, cắt nó ra. Quay lại anh cắt nó ra. Vậy là chắc không cho đi mà đó. Anh đọc đọc nó cắt cái chỗ của nó đó. Chỗ mà nó dính vô đó. Cắt mấy cái mặt kia kìa, cái mặt này nó dẹp á, nó dễ cắt hơn. Dập hào à. Ăn đi mà con. Thôi nó sần sần sần. Có chừng nó ập xuống nè. Múc ăn con. Muốn nó. Dính thở đó không làm đó mà. Trời ơi. Nhiễu lâm, nhiễu nhạo lâm. Đây đây đây. Đủ, đủ. Chưa, từ 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 để xuống để con hàng xuống lấy cái muỗng ra nè, xong rồi nó nhích vô nó bị ép có rồi thấy đó rồi quá hút phải hết luôn. Ta phải ăn từ từ chứ, thúc gói vô miệng cái ọc luôn. Xong rồi quá, ta phải bỏ vô miệng từ từ. Anh nhầm đi, anh không biết vụ con cá nào mà nó ngập cái miệng luôn. Anh mới có nói, chứ mấy con cá nào thường. Rồi sao? Xương không mà. Anh chẳng nếu vậy thì sao hả? Ủa, giờ con làm đó hả? Nó không bằng mì gỗ. Ghê ghê hả? Kì rồi ông bị đuổi rồi mà. Đứng đứng. Là ai cũng cũng sợ. Rồi sau khi ăn uống no say một bụng rút quân đi về. Trên đường về thì kéo cái lòng cua của mình lên coi có được nhiều cua hay không. Bữa nay có hai chiếc tàu đi các bạn. Bình thường thì mọi người cùng rảnh đi 7-8 chiếc rồi.